Coniho fantavamiko karatantu Thumayana kadiva patjalana diễn đạt lại bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Đoạn văn kinh trên có nghĩa là Bạch Đức Thế tôn gò mối lớn có nghĩa là gì? Câu nói ban đêm phun khói muốn truyền đạt điều gì? Ý nghĩa hàm chứa trong câu ban ngày nó gò mối phát ra lửa là thế nào? Ai là người vị Phạm Thiên đang nói tới? Sumetha, người học trò xuất sắc ấy là ai? Đức Thế Tôn trước tiên giải thích về câu hỏi nàng giải Cô Vam gò mối lớn là gì? Như sau Gò mối lớn Vam Miko Tikho Fikhu Imase Tăng Cha Tumaha Phu Tikasa Kayasa Atiwa ng Mata peti ka sam pha wasa odana kumma su cha na thang ý nghĩa của đoạn văn trên là này tỷ kheo kumara kasapa gò mối này muốn nói tới sắc thân rupa nói khác hơn gò mối chỉ là cái tên đặt cho thân vật chất hay sắc thân gọi là rupa này một cách chính xác thì hình thể hay sắc chất mà mỗi người chúng ta đang mang đều giống như một cái gò mối. Thân của bạn là cái gò mối của bạn. Dường như mọi người đều biết cái gò mối này là gì rồi. Ở đây đặc điểm giống nhau được chỉ ra bởi vì thân người vốn có thể sờ chạm được này rất giống như một cái gò mối thật. Gò mối có nhiều lỗ. Đặc điểm chung của gò mối là nó đầy những lỗ lớn và lỗ nhỏ. Thân người hay hình thể của chúng ta cũng có nhiều những lỗ lớn và lỗ nhỏ như vậy. Những lỗ lớn chính là các cửa giác quan, cửa mắt, cửa tai, cửa mũi và cửa miệng. Các lỗ nhỏ là những lỗ chân lông trên da mà mồ hôi có thể thấm qua được. Lông thường mọc ra ở những lỗ chân lông này. Người Tây phương đã làm những nghiên cứu tỉ mỉ trên thân người và tuyên bố rằng trong một khoảng da cỡ 2 phân rưỡi, 1 inch nếu được khảo sát dưới kính hiển vi cực đại. Có khoảng 2.000 lỗ nhỏ li ti được thấy. Còn nếu nhìn bằng mắt thường thì chỉ thấy khoảng 20 lỗ chân lông mà thôi. Những con mũi có vẻ như có con mắt rất sắc bén. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, chúng có thể hút máu từ những lỗ chân lông bé nhất trên thân người một cách dễ dàng. Con người không thể thấy những cái lỗ li ti trên da mình, nhưng một con mũi có thể thấy những cái lỗ bé tí ấy và chọc vòi vào để hút máu. Nếu những lỗ chân lông trên da được xem xét kỹ dưới kính hiển vi, người ta có thể thấy chằng chịt những cái lỗ cực nhỏ giống như một cái rây vậy. Cơ thể con người đầy những lỗ lớn lỗ nhỏ giống hệt như một cái gò mối lớn vậy. Vì lý do đó, gò mối lớn đã được minh họa như một ví dụ nếu con người với mắt thường có thể nhìn thấy rõ vô số lỗ chân lông trên thân họ chắc chắn họ sẽ thấy bản thân mình cũng như thân người khác thật là đáng chán và không đẹp đẽ chút nào vì vậy thân này thực sự là gớm guốc và đáng ghét nhìn vào khuôn mặt và đôi tay với mắt thường bạn sẽ thấy chúng thật mịn màng và chúng có vẻ còn mịn màng hơn tươi mát hơn tinh tế hơn nếu được làm đẹp với phấn hồng Do bị phấn son đánh lừa mà con người thấy thân mình khả ái và đáng ưa biết bao. Nếu những lỗ chân lông trên thân được thấy với trí tuệ minh sát hay với con mắt tâm, chúng sẽ thật khủng khiếp. Vì thế phải nhớ rằng vị Phạm Thiên đã so sánh thân này với một gò mối và viện dẫn nó như một ví dụ vậy thôi. Gò mối bốc ra mùi hôi thối. Kế tiếp, qua mắt tiết, vì nó ói ra, nôn ra, nên nó được gọi là gò mối cá Cái gì được ói ra? Rắn, rít, bò cạp, chuột, thằng lằn và đủ mọi loại côn trùng khác thường thoát ra khỏi gò mối. Những sinh vật dơ giấy đáng ghê tởm và đáng sợ hãi này được ói ra bởi gò mối. Theo cách tương tự, thân này đang tống ra tiết ra chất gèn từ mắt, chất ráy từ tai, nước mũi từ mũi, nước miếng, nước nhớt, nước hôi thối thải ra từ miệng, mồ hôi từ những lỗ chân lông, vân vân. Thêm nữa, từ các môn đoa rá thấp hơn, chất phân và nước tiểu cũng đang tìm lối thoát để ra ngoài. Bạn có tìm thấy bất cứ điều gì khả ý hay đáng yêu trong số đó không? Không, tất cả đều dơ giấy và đáng ghê tởm. Vì thân này đang ói ra những chất dơ bẩn đáng nhờm gớm, nó được gọi là vamika hay một gò mối đang thải ra những chất rác rưởi dơ bẩn. Gò mối, một đống hỗn độn đáng ghê tởm. Ý nghĩa kế tiếp của gò mối, gò mối là một đống đất do những con mối lăn lại và đùng lên dần dần, cũng như những hạt đất do những con mối thải ra tạo thành một cái gò mối như thế nào, thân này cũng vậy, do 32 bộ phận cô thách sát như tóc, lông, móng, răng, da, vân vân vốn đã bị Đức Phật, Đức Độc Giác Phật và các bậc thánh A-la-hán từ bỏ như những thứ không giá trị tạo thành. Những thứ bỏ đi này lại được hàng phàm phu xem như khả ái, như thế nào? Cũng như có những người thích để tóc dài, có những người thích cắt ngắn, theo phong cách riêng của họ, có những người làm tóc theo kiểu thời trang xịt chút dầu thơm hoặc sáp thơm để làm cho nó trông có vẻ tao nhã hơn thậm chí có người thích làm cho nó quăng lại hay đem uống ép tại những tiệm uống tóc hay thẩm mỹ viện tất cả những điều này được người ta làm chỉ để tăng thêm vẻ đẹp cho ngoại hình của họ do đó rõ ràng là họ phải tìm thấy một sự thích thú nào đó khi làm như vậy họ cũng cảm thấy thích thú với những mái tóc dài của người khác hay thích thú trong những kiểu tóc được làm theo thời trang của người khác thực sự tóc chỉ được thấy là dễ thương bao lâu chúng còn ở trên đầu một khi chúng bị cắt đi hay cạo đi những lọn tóc ấy liền trở nên đáng ghê tởm thậm chí đôi khi nhìn thấy một sợi tóc trong chén cơm hay trong tô canh bạn sẽ trở nên nhòm gớm với nó liền nhìn xem thật là mâu thuẫn có phải không? Khi tóc còn ở trên đầu, chúng đem đến cho bạn niềm vui. Nhưng khi chúng rơi xuống khỏi đầu, một cảm giác khó chịu sẽ phát sanh. Con người ta lấy làm thích thú và hài lòng không chỉ với tóc trên đầu họ, mà cả với lông nữa. Có những người bỏ rất nhiều thời gian để chăm sóc và cắt tỉa bộ ria mép hay lông mi, lông mày của họ cho hợp với thời trang. Vẻ đẹp của Long Mi dường như đã được mô tả một cách đầy cảm hứng và lan tỏa trong thơ văn lãng mạn. Một số phụ nữ thậm chí còn nhổ hay tỉa lông mày làm cho nó thành một vệt mảnh mai hay uống cho nó cong lại thành một mảnh trăng lưỡi liềm. Một số thì nuôi ria mép cho thật dài và vuốt nhọn nó ở hai đầu, trong khi người khác lại để râu cầm cho thật dài như ông già Noel điều này chỉ ra cho thấy sự hài lòng của con người khi làm điều ấy và nó cũng đem lại cái nhìn vừa ý cho người khác đối với móng tay móng chân cũng vậy chúng được cắt giũa và đánh bóng thoa sơn để nhìn cho có vẻ đẹp đẽ lý do tại sao người ta làm điều này đơn giản là vì họ thường xem chúng là khả ái trong những thành phố lớn như rangoon này chẳng hạn móng tay và móng chân của phái đẹp được người ta đánh bóng và tô phết với nhiều loại màu khác nhau. Tuy nhiên những cái móng chân, móng tay ấy khi còn ở trên cơ thể chúng ta, chúng được nhìn với sự thích thú, đáng yêu. Một khi chúng đã bị cắt đi bằng một cái bấm móng tay, những cái rẻo móng ấy sẽ trở nên đáng ghê tởm và thậm chí nếu giữ nó trong nhà, một số người còn nghĩ nó sẽ đem lại điều xui xẻo nữa sự mê tín này có lẽ không phải không thực tế vì thực ra nếu những cái rẻo móng tay hay móng chân này vô tình để rơi trong nhà những cảnh bén của chúng sẽ làm cho những đứa bé da còn mềm mỏng và mong manh đạp nhầm sẽ tổn thương và nếu chẳng may chích vào mắt nó có thể làm hại đến con mắt nữa kế tiếp là răng nếu xét một cách nghiêm túc răng quả thực vô cùng quan trọng và đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích tất nhiên chỉ khi răng còn tốt nó sẽ cải thiện sự tiêu hóa và sức khỏe cho chúng ta với răng chúng ta có thể cắn và nhai cho dù ít khi người ta nghĩ như vậy họ chỉ thấy vui vì có hàm răng để tăng thêm vẻ đẹp cho con người họ mà thôi điều này có thể đúng ở một mức nào đó tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là nhờ giữ gìn răng sạch và vệ sinh đúng cách nó có thể giúp chúng ta ăn uống ngon lành và duy trì được sức khỏe hàm răng cũng là một nét đẹp có lẽ vì thế một số người khi chụp hình cố giữ nụ cười để phô bày hàm răng đẹp của họ có người thậm chí còn nhổ bỏ chiếc răng còn tốt của họ để thay vào đó bằng chiếc răng giả bọc vàng và có số còn nhận xét một hàm răng trắng đẹp trông không khác gì một chuỗi ngọc trai, nhưng khi răng bị hư hay bị nhổ bỏ, chúng trở nên thực sự đáng ghê tởm đến nỗi một số người còn không muốn đụng vào chúng. Kế tiếp, nói về da. Con người thường nghĩ lầm là da mịn màng, đẹp đẽ và rất dễ thương. Tất nhiên khi đã có sự luyến ái đối với hình dáng của một người nam hay nữ nào rồi, chúng ta cảm thấy vui thích và hài lòng khi được thấy cái lớp da bên ngoài và cái diện mạo bề ngoài của anh ta hay cô ta. Thật sự nếu khi người ấy bị mắc một chứng viêm da hay bị đau khổ bởi một chứng bệnh về da nào đó như cùi chẳng hạn, họ sẽ trở nên thật khủng khiếp và được nhìn với sự ác cảm ngay. Rõ ràng, chúng ta chỉ thích cái lớp da đẹp bên ngoài của họ mà thôi. Tiếp đến là thịt, chẳng hạn đôi môi đỏ, cánh tay xinh, thân hình, bộ ngực, đôi má, cân xứng. Nếu là người nam thì phải rắn chắc vạm vỡ, đẹp trai, hoặc là người nữ thì phải thanh tao thon thả với bộ ngực đầy đặn mới được đánh giá với sự hài lòng tuyệt đối. Một số phụ nữ thậm chí còn tô son lên môi và đánh phấn cho đôi má thêm hồng. Thêm nữa, những mạch máu và dây thần kinh do đặc tính của chúng là có thể làm cho tứ chi vận động và giúp cho con người đi đứng nằm ngồi hoặc làm các công việc khác nhau nên chúng cũng được xem như đem lại niềm vui thích. Các bộ phận khác như xương, dây chằng, tủy dù không được thấy một cách rõ ràng nhưng nằm trong thân như một tổng thể cũng được xem là niềm vui thích của con người đặc biệt nước miếng nước mũi và các chất do màng nhầy bài tiết ra thực sự rất đáng ghê tởm tuy nhiên khi nước miếng còn ở trong miệng thì nó lại không đáng ghê và đó là lý do tại sao chúng ta nuốt nước miếng với sự thích thú khi nó còn ở trong miệng để tránh bị khô họng ta phải nuốt nước miếng vào và về cơ bản trong khi nuốt như vậy nó làm cho chúng ta dễ chịu sau khi nước miếng được nhổ ra chúng trở nên đáng ghê tởm và sẽ không ai muốn đụng vào nó ngay cả khi phải lau nước miếng của chính mình nếu miệng bị ứa nước giải ra cũng vậy đối với những chất bài tiết ở mũi thì thậm chí còn khủng khiếp hơn đôi khi nước mũi ấy phải chảy qua miệng và khạc ra đờm cũng thế có khi đờm phải được nuốt vào và dường như chẳng ai xem nó là đáng ghê tởm cả nhưng một khi đờm được hạt ra hay bắn ra do ho, chúng liền bị đối xử như một thứ bẩn thiểu, thậm chí còn được xem là thứ không đáng để đụng vào nữa. Tất cả những thứ bất tịnh này, người bình thường đều ghê tởm cũng như các bậc thánh A-la-hán đều nhàm chán và vứt bỏ. Thứ đáng gớm nhất có lẽ là phân và nước tiểu. Trong khi phân và nước tiểu còn ở trong ruột hay trong bọng đái người ta vẫn chưa ghê tởm chúng. Nhưng một khi chúng đã được trút ra, thậm chí có người phải nhăn mặt khi nhìn thấy chúng. 32 thể trượt, cốt tha xa. Này là những thứ mà Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán cự tuyệt như những vật không mong muốn. Có thể nói, toàn thân của chúng ta là một sự tích tụ của những vật dơ bẩn không mong muốn. Nó giống như một cái gò mối, vốn là một đống đất do những con mối đùng lên. Liên quan đến điều này, chúng ta phải lưu ý rằng thân này được tạo thành từ những vật chất dơ bẩn, nên được xem như không khả ái và không đáng mong muốn. Vì thế chúng ta phải cố gắng để đoạn trừ cái thân vật chất đáng ghê tởm này như Đức Phật và các bậc thánh A-La-Hán đã đoạn trừ. Điểm kế tiếp tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng gò mối có nghĩa là một đống các phân tử đất vốn do những con mối đùng ra và kết hợp với nước miếng của chúng mà thành. Theo cách tương tự, thân này vốn do dục thủ đối với sự hiện hữu tạo thành. Về bản chất, rất giống như một cái gò mối lớn. Khái niệm này vô cùng thâm thúy để làm cho mọi người hiểu được ý nghĩa của nó trong một thời pháp ngắn như vậy. Quả thật là khó Hiện giờ tôi cũng không có dự định để bàn rộng về ý nghĩa của nó. Gò mối, ngôi nhà chung của các sinh vật và vi trùng khác nhau. Ý nghĩa khác là, trong gò mối đó có những con vật gớm ghiếc và ghê tởm như rắn, rít, bò cạp, chuột, thằng lằn và những loài côn trùng khác. Do đó, Gò mối quả thật là khủng khiếp và đáng ghê tởm. Liệu bạn có dám ngủ gần một cái gò mối như vậy không? Thân vật chất của chúng ta cũng giống như một cái gò mối, nó lúc nhúc với vô số sinh vật. Kinh nói rằng có đến 80 loại sinh vật cộng trú trong tấm thân này, chúng ta không biết mỗi loại có bao nhiêu con, nhưng chú giải bài kinh có nói: "Atitika matta ni" Kimiku Lassahasani Nghĩa là có 80.000 loài sinh vật Nếu sự tình là vậy Số sinh vật sẽ là 80.000 loại ký sinh Trong các bản kinh khác chỉ đề cập đến 80 loại Nếu con số 1.000 sahasa xuất hiện trong chú giải được xem là thừa nhiều quá Thì nó sẽ hợp với con số 80 của các bản kinh khác. Gò mối tự nó là một mảnh đất sinh sản cho các loài bò sát như rắn rít, bò cạp, cũng như cho các loài sinh vật và côn trùng khác. Những sinh vật này thải phân và nước tiểu của chúng trên cùng một chỗ. Chúng cuộn mình ngủ trong đó khi bệnh và cũng chết ở trong đó. Vì thế gò mối này vô hình trung trở thành một nơi vừa là nhà hộ sinh, vừa là nhà xí của các sinh vật. Nó cũng đóng vai trò như một cái bệnh viện để các sinh vật bệnh hoạn có nơi chữa trị và là nghĩa trang chôn cất khi chúng chết. Một vài loại vi khuẩn sống trong thịt và máu, một số trong các tĩnh mạch và trong xương, trong bao tử cũng như trong đường ruột chẳng phải cơ thể của chúng ta là cái kho chứa những loại vi trùng đó sao trong số đó theo các bác sĩ có những vi trùng gây bệnh và chúng sinh sôi nảy nở trong cơ thể chúng ta do đó bất kể chúng ta là gì vua chúa tỷ phú quan chức này nọ và dù chúng ta có quan tâm chăm sóc tới thân thể này hay không nó vẫn cứ là một mảnh đất màu mỡ cho các loại ký sinh trùng sinh sản. Một số người chấp giữ quan niệm mê tín còn cho rằng những người có năng lực huyền bí không bao giờ bị các loại vũ khí giết người, làm tổn thương hay những người có năng lực thu phục tình yêu của người khác, thường không dám bước vào các nhà hộ sinh vì sợ mất những năng lực siêu nhiên này của họ. Điều này thật vô lý, nếu suy xét một cách sâu xa, những sinh vật này đã thải phân và nước tiểu của chúng trong đầu chúng ta hay trong những bộ phận quan trọng như trán và miệng, thứ mà chúng ta xem là đẹp và đáng yêu. Trong những điều kiện như vậy, cơ thể là một cái nhà xí hay một cái toilet và nghĩa trang dành cho các loài sinh vật gớm guốc và kinh tởm cư trú. Và thật sự đó là điều đáng ghê sợ đó là lý do vì sao thân này được minh họa như một cái gò mối vì vậy chúng ta không nên có sự dính mắt hay luyến ái đối với thân này của chúng ta gò mối sự tích tụ của tứ đại giống như sự tập hợp của các phân tử đất tạo thành cái gọi là gò mối như thế nào thì cũng vậy do sự tập hợp hay tích tụ của tứ đại đất, nước, lửa và gió mà thân của chúng ta được tạo thành. Bây giờ chúng ta hãy mổ xẻ và phân tích nó xem. Patawi hay đất có đặc tính của sự cứng hoặc mềm. Sờ chạm bất cứ vật gì bên trong thân chúng ta sẽ cảm giác được một cái gì đó cứng hoặc mềm. Khi chúng ta sờ vào tóc chúng ta sẽ cảm giác được kết cấu thô ráp của nó và cảm giác này cũng sẽ được nhận thấy ở lông mi và lông mày tuy nhiên một số người có thể nghĩ chúng là mềm và mượt lại nữa sự mềm ở cấu trúc thô này cũng sẽ được cảm nhận là cứng hay thô nếu so với một vật có cấu trúc mềm hơn và tinh tế hơn Đây là lý do vì sao mềm và cứng là đặc tính của đất Patawi. Móng tay, móng chân, răng có cùng một đặc tính là cứng. Da cũng vậy. Tất cả những thứ này về bản chất nội tại là địa giới Patawi Tatu. Nói y tóm lại, trong cơ thể chúng ta có cả thể 20 thứ thuộc đất. Là tóc, lông, móng, răng, da, thịt gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng nhầy, bao tử, phổi, ruột già, ruột non, thức ăn cũ và mới, não. Cả 20 thứ này đều có đặc tính là cứng hoặc mềm và sự vững chắc. Chúng được định danh là địa giới Pathavitatu, là vì sự nổi bật của tính chất cứng trong cái khối rắn chắc hay cơ thể này. Trong thực tế, khối tập hợp này còn chứa đựng cả nước Apo, lửa Techo và gió Wajo nữa. Chẳng hạn, trong tóc có thủy đại Apotatu, yếu tố nước hay chất lỏng được biểu thị bằng đặc tính ẩm ướt và dính. Nó cũng có hỏa đại Techo Tatu, yếu tố tỏa ra sự ấm áp và hơi nóng. Hơn nữa, nó còn có phong đại và tha tú. Yếu tố vốn tạo ra lực đẩy và sự chuyển động. Chuyển động là sự thể hiện của hành động đẩy của gió hay phong đại. Tuy nhiên vì sự cứng của địa đại, nổi trội nhất nên tóc được gọi là sự tập hợp của địa đại. Một người hành thiền đang quán, khi chạm vào tóc và ghi nhận cảm giác sự cứng của nó và biết đó chỉ là địa đại đặc tính cố hữu trong tóc khi vị ấy sờ nó sự ấm và lạnh sẽ được cảm nhận và vị ấy sẽ biết được yếu tố hỏa đại khi vị ấy nhận thấy sự thổi mạnh và chuyển động của thân vị ấy sẽ biết đó là phong đại khi vị ấy thấy nó ẩm ướt vị ấy biết nó là thủy đại vị ấy không cần phải ngẫm nghĩ về bản chất chế định của nó cái được đòi hỏi phải suy xét chỉ đơn giản là biết đặc tính cứng hay thô của nó mà thôi chánh niệm tỉnh giác không nên vượt qua sự hay biết về đặc tính để đến giai đoạn chế định đó là xem tóc ấy là của người nam hay người nữ. Về cơ bản, quan trọng là biết rõ đặc tính của nó như cứng hay thô, chứ không phải là đàn bà hay đàn ông. Cũng không cần phải biết đó là tóc hay là lông, nó chỉ là địa đại. Nhận ra sự thật này là điều quan trọng nhất. Sao địa đại là đến thủy đại? Như trong phần 32 thể trượt đã nói, thủy đại gồm 12 loại khác nhau như mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ nước, mỡ đặc, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước tiểu, nước khớp xương. Về bản chất cả 12 loại này đều là sự lưu chảy và tiết dịch. Chính vì lý do này đó được gọi là apotatu hay thủy đại. Tuy nhiên thủy đại chỉ là yếu tố nổi bật, vì trong đó cũng còn có ba đại khác đó là địa đại sự cứng, hỏa đại nóng hay lạnh và phong đại sự thổi và chuyển động nữa. Kế tiếp đến hỏa đại, sức nóng bên trong thân được gọi là Chirana Techo, lửa suy thối. Do sức nóng hay hỏa đại này mà thân vật chất của con người tàn tạ dần dần, và càng lúc càng trở nên già hơn. Khi độ nóng bên trong thân cao hơn thân nhiệt bình thường thì gọi là xanh tấp bắt tê chát, bị da nhiệt, tức sức nóng thiêu đốt. Nó là loại nhiệt độ cao hơn 38 độ C được đo bởi nhiệt kế mà các bác sĩ y khoa dùng. Khi thân nhiệt trở nên căng thẳng và không thể chịu đựng được nó được gọi là đa hát, phiền nhiệt hay nhiệt não. Đó là sức nóng thiêu đốt hay sức nóng khiến cho đau khổ cùng cực. Sức nóng trong bụng kể cả bao tử tạo năng lượng cho sự tiêu hóa nên được gọi là Pachacatecho, lửa tiêu hóa. Bốn loại sức nóng này chỉ được biết bởi tính chất cố hữu bên trong của chúng. Nó không phải đàn ông cũng không phải đàn bà nếu bạn xem xét và cảm giác ở bất cứ phần nào bên trong thân, bạn sẽ chỉ thấy sự nóng, ấm hay lạnh. Đúng thật là vậy, đây chỉ là sự thể hiện của hỏa đại Tê Tha Tú. Cuối cùng chúng ta đến phong đại hay yếu tố gió. Phong đại gồm 6 loại. Một, sự ở hơi, đó là sự giật lùi của gió, hoặc từ thực quản, hoặc từ bao tử ngang qua thực quản, và sự nhai lại. 2. Hơi trong dạ dày hay gió thổi xuống. mà Gió phát ra trong ruột hay ống tiêu hóa. 4. Gió làm căn phòng. 5. Gió trong sự hô hấp, tức hơi thở vô và hơi thở ra. 6. Yếu tố gió lan tỏa khắp tay, chân và các bộ phận khác của thân, khiến cho có sự chuyển động của tứ chi, hay các hoạt động của thân khác như co, duỗi, ngồi, đứng, đi, vân vân. Loại cuối cùng này được gọi là Anga Manga Nusariwayo, gió toàn thân, gió khắp chi thể. Sáu loại gió này được gọi chung là phong đại. Nó có đặc tính của sự thổi mạnh và chuyển động, và do đó rõ ràng nó không phải là đàn ông hay đàn bà gì cả. Như vừa đề cập, trong nhóm đất địa đại có 20 phần. Trong nhóm nước thủy đại có 12. Trong nhóm lửa hỏa đại có 4. Và trong nhóm gió phong đại có 6. Tổng cộng có 42 loại cả thảy. Tóm lại đây là bốn đại chủng hay bốn yếu tố chính tạo thành sắc thân. Đối với những người không có trí tuệ minh sát, thường có ấn tượng sai lầm xem thân của họ cũng như thân của những người khác là tự ngã và là hình bóng của một người đàn ông hay một người đàn bà. Chẳng hạn chúng ta hãy lấy ví dụ về một tòa nhà bằng gạch, mặc dù một cách đúng đắn nó được hình thành từ những vật liệu xây dựng như gạch, cát, vôi, xi măng, gỗ, song nó vẫn chỉ được gọi là một căn nhà gạch mà thôi. Tuy nhiên tòa nhà không chỉ đứng như một khối vật chất rắn. Trong tòa nhà ấy có những lớp gạch xếp chồng lên nhau với các đá xi măng và gỗ. Tương tự thân vật chất này là một cấu trúc tập hợp hay một cấu trúc được pha trộn với vô số chất thuộc về bốn đại chủng. Bây giờ chúng ta thử giải phẫu ngón tay trở này ra xem sao lột lớp da ngoài và móng che đậy phần đầu ngón tay và nhìn vào nó lớp da ngoài và móng ấy có phải là đàn ông hay đàn bà không hay nó có phải là một cá nhân một thực thể sống một sinh vật gì gì đó hay không nó không phải là gì trong các loại đó cả trong thực tế nó chỉ là địa đại, vốn có đặc tính của sự cứng hoặc mềm. Đúng là như vậy. Bên dưới lớp da là Awatha, mật. Những người thiếu kiến thức sẽ không biết về điều này. Đây không phải là địa đại mà là thủy đại. Do đó, tạm để nó qua một bên. Thịt, gân, xương và tủy sẽ được thấy ở dưới da. Tất cả những thứ này không phải là cái gọi là người nó cũng không phải là đàn ông hay đàn bà, không phải là một thực thể sống hay một hữu tình chúng sanh. Nó chỉ là địa đại vốn có đặc tính của sự cứng, thô và mềm. Ngoài ra trong ngón tay đó còn có máu, mồ hôi, chất mỡ đặc, mỡ lỏng và mật với số lượng nhỏ. Điều này chỉ ra cho thấy tính chất của sự lưu chảy hay thủy đại. Kế tiếp trong ngón tay cũng có sự nóng và ấm hay nói cách khác là có hỏa đại trong ngón tay phong đại có đặc tính của sự thổi và chuyển động cũng hiện diện trong ngón tay tất cả những đặc tính của tứ đại này không phải là đàn ông cũng không phải là đàn bà chỉ có các đặc tính của tứ đại hiện hữu đối với các bộ phận khác của thân cũng vậy mỗi thứ có những tinh chất nào đó và do tứ đại hợp thành. Do đó, Kinh mới nói rằng sự tích tụ hay kết hợp của tứ đại đã được gán cho cái tên là thân hay rupa. Ở một phần sau của bài kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng cái sẻn được giải thích là đồng nghĩa với minh sát trí Vipassana nhăn nát Khi gò mối lớn được đào với cái sẻn của minh sát trí, bốn đại sẽ được phát hiện ra. Nếu bất cứ bộ phận nào của thân được quán và ghi nhận ở chỗ xúc được cảm giác, sẽ chỉ có tính chất cứng hoặc thô được ghi nhận. Đó là địa đại tú sự nóng hoặc lạnh cũng sẽ được cảm giác và ghi nhận. Đây là hỏa đại Techo Tha Tú. Kế tiếp người hành thiền sẽ thấy sự thổi mạnh hoặc sự yên tĩnh, lực trơ hoặc đẩy. Đây là phong đại Wajo Tha Tú. Tiếp theo, sự ẩm ướt, lưu chảy hay tiết rỉ được ghi nhận đây là thủy đại Apothatu. Vì vậy, trong thiền minh sát, thân vật chất này sẽ được biết một cách đặc trưng như bốn nhóm tứ đại làm nhiệm vụ theo bốn cách khác nhau. Thân này bắt đầu từ những phân tử nước tinh tế Thường thì người ta nghĩ rằng sắc thân rupa này là một khối rắn. Tuy nhiên không phải như vậy. Thân vật chất này được tạo thành từ những giọt tinh trùng và máu huyết của cha mẹ. Nó tăng trưởng dần từ giai đoạn của một nguyên tử. Những phân tử nhỏ nhất trong đó tứ đại tự chúng kết hợp lại với nhau, thành một đứa bé có kích thước cực lớn với sự kết hợp của tinh trùng của người cha và tế bào trứng của người mẹ chất nước ối được tạo thành trước nhất trong chất nước này theo những mô tả của kinh điển ba loại tế bào được gọi là kaya dasaka thân thập pháp pha dasaka tánh thập pháp và wa-thu-dasaka, tâm sở y thập pháp đã xuất hiện do nghiệp mát. ba tế bào này và chất nước ối nhỏ đến nỗi chúng được xem là vô hình đối với mắt thường. Những phân tử bụi nhỏ nhất mà chúng ta thấy trong những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ được gọi là atom hay nguyên tử. Nếu một hạt nguyên tử này được tách thành 36 đơn vị, mỗi đơn vị proton hạt cơ bản mang điện tích dương này được gọi là một electron. Nói một cách đại khái, kích thước của chất nước ối khoảng cỡ của electron vừa nói. Phân tử li ti của chất nước ối phát triển rất chậm không thể thấy được. Sau 7 ngày, chất nước trong suốt này trở thành một chấm bọt nhờn đục. 7 ngày kế tiếp, chấm bọt này phát triển dần thành một chất sền sệt. Protoplasm, chất nguyên sinh, một chất tựa như nước tương ớt trong dạng của một miếng thịt nhỏ. 7 ngày kế tiếp, miếng thịt nhỏ không cứng đụng nhẹ là tan này trở thành một miếng thịt tròn nhỏ chắc chắn. Miếng thịt nhỏ này hết 7 ngày sau sẽ nhô ra 5 chỗ nhô rất nhỏ. Một chỗ nhô nhỏ sẽ trở thành đầu, hai chỗ nhô kia thành hai tay, hai chỗ nhô còn lại thành hai chân. Năm chỗ nhô này được gọi là năm chi. Sau đó, nó dần dần phát triển thành một chất lỏng dưới hình thù của một cái đầu, hai tay và hai chân và cuối cùng thân xuất hiện. Vào ngày thứ 77 tức 11 tuần lễ sau, chú giải nói rằng hình dạng của mắt, tai, mũi, lưỡi xuất hiện. Sau đó, chú giải nói dưỡng chất nhận được từ thức ăn sẽ chậm chậm, ngắm vào thân của thai nhi trong dạ con, đóng góp cho những nhu cầu phát triển của thân dưới hình thức những chất có chứa sắc, canxium và những chất khác cần thiết cho sự dinh dưỡng. Những tài liệu của y khoa liên quan đến sự thai nghén và phát triển của bào thai thành dạng một con người có lẽ chính xác hơn. Những gì Đức Phật thuyết giảng và những gì được giải thích trong các bản chú giải về vấn đề này chỉ có tính cách đại khái vì lẽ nó không nhằm mục đích đưa ra những nghiên cứu y khoa và giúp mọi người có kiến thức về y học tôi cũng không muốn đề cập nhiều hơn thế đơn giản là vì những tài liệu y học đã được biên soạn hoàn chỉnh với những hình ảnh minh họa sau những quan sát nghiên cứu và phân tích thực tiễn nhằm mục đích điều trị y học tuy nhiên để đáp ứng cho mục đích thiền quán và ghi nhận trong thiền minh sát không cần thiết phải có kiến thức chuyên biệt như vậy có lẽ vì thế trong các bản chú giải pali và trường bộ kinh chỉ đưa ra những giải thích gần đúng như thế về đề tài. Thai nhi sau một thời gian phát triển khoảng 7 tháng hoặc 8 tháng, hoặc trong một số trường hợp có thể là 9 tháng hoặc 10 tháng, một đứa bé sẽ chào đời. Đó là lý do vì sao tên của tấm thân vật chất này đã được mô tả như Mata Pitika Sambavasa nghĩa là nó có mặt nhờ tinh cha, máu huyết và trứng của người mẹ. Thân này phát triển nhờ đồ ăn hay dưỡng chất. Kế tiếp, thân này được phát triển nhờ có đồ ăn và dưỡng chất. Chính vì thế kinh nói rằng: "O dama kumaso pacchavassa", nhờ đồ ăn như cơm cháo và các chất bổ dưỡng khác mà thân này được phát triển sau khi sinh ra nhờ sữa mẹ nuôi dưỡng nó phát triển từ lúc thức ăn và những thứ có thể ăn được khác được đưa vào nó tăng trưởng hơn nhờ dưỡng chất nó nhận được thức ăn khi đưa vào bằng miệng một số bị các vi sinh vật trong bao tử tiêu thụ một số chuyển thành phân, trong khi số khác chuyển thành nước tiểu. Một số bị đốt cháy bởi thân nhiệt, một số trở thành dưỡng chất và truyền đi khắp cơ thể để trở thành thịt, máu, vân vân. Tuy những gì đề cập trong kinh điển có thể không chính xác bằng những khám phá và dữ liệu của khoa học, song chắc chắn rằng nhờ dưỡng chất nhận được theo cách này mà cơ thể được phát triển. Mức độ phát triển của thân được đo lường dưới dạng tuổi tác của một người như 2 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 60, 70 tuổi, vân vân. Và tất nhiên điều này cũng chỉ ra cho thấy tuổi thọ của người ấy, tuy nhiên không phải cùng một cái thân lúc trẻ ấy chuyển thành thân của người lớn. Chính do tiến trình tiến hóa của thân mà các hành Sankhara mới của sắc rupa liên tục xảy ra. Chẳng hạn tiến trình của một hạt giống từ lúc nảy mầm, mọc lên và phát triển thành một cái cây, chủ yếu dựa vào những yếu tố tự nhiên của nước và đất. Thử hình dung hạt giống của cây đa Trải qua một thời gian dài phát triển, thành một cây đa lớn xem mầm cây đa nhú ra từ hạt giống tất nhiên không phải là hạt giống khi mầm ấy lớn lên thành một cây nhỏ thì cây nhỏ ấy cũng không phải là mầm rồi thì nó phát triển thành một cây lớn thì nó hoàn toàn không phải là cây nhỏ nữa theo cách tương tự những xác chất trong thân này phải trải qua một tiến trình thay đổi sanh và diệt trong từng sát na không ngừng. Các sắc hành mới xuất hiện ở chỗ của sắc hành cũ vừa diệt. Nó cũng giống như nước chảy, vốn là sự thay đổi liên tục không ngừng vậy. Vì nó có thể vỡ vụn và dễ bị hủy diệt, nên nó rõ ràng phải chịu sự tác động của quy luật vô thường. Ngoài ra, để giữ cho thân thể này sạch sẽ và gọn gàng, nó còn phải được thường xuyên tắm rửa, mặt nó còn phải được làm đẹp với các loại mỹ phẩm vân vân. Đôi khi, để tu sửa cho tấm thân này, các biện pháp xoa so bóp massage phải được thực hiện. Nói chung, thân vật chất này là một tập hợp của những yếu tố khác nhau, dễ bị hư hoại và hủy diệt theo quy luật của vô thường. Chính vì sự giống nhau theo cách đã nói ở trên mà thân này được gọi là một cái gò mối. Theo lời của vị Phạm Thiên, gò mối lớn chính là tấm thân do sắc uẩn bao gồm bốn đại chủng tha tú tạo thành. Phung ra khói để trả lời câu hỏi Karatang Thu Ma Giá Ná nghĩa là Bạch Đức Thế Tôn Ý nghĩa của câu nói gò mối ban đêm phun ra khói ở đây là gì? Đức Thế Tôn nói: "Yang kho phikhu diva kamante arapharatang anuvitakke ti anuvicareti ayang ratang thumayana." Nghĩa là đối với công việc làm ban ngày, ban đêm nó được nhớ lại cách nói phun khói khi đêm xuống ngụ ý suy nghĩ hay hình dung lại vào ban đêm Thọ đức phật còn tại thế con người không đến nỗi tham lam quá độ có thể nói thời xa xưa ấy con người chỉ vùi đầu vào công việc lúc ban ngày cá biệt mới có ít người làm việc vào ban đêm ngày nay phần lớn con người tham lam hơn phạm vi công việc vì thế cũng được mở rộng ra đó là lý do vì sao họ phải làm việc vất vả hay làm việc cực nhọc cả ngày lẫn đêm. Những công việc có liên quan đến hoạt động công nghiệp dường như phải được thực hiện 24 trên 24. Câu trả lời mà Đức Phật đưa ra phù hợp với thời đại của ngài, thời đại mà trong đó con người không có những hoạt động hay công việc nào cần phải thực hiện vào ban đêm cả và chuyện ai đó làm việc vào ban đêm sẽ là một điều vô lý vì lý do đó ý nghĩa của câu ban đêm phun khói chỉ muốn nói rằng những gì sẽ làm vào ngày hôm sau phải được suy nghĩ hay dự định trước vào ban đêm vậy liên quan đến vấn đề khói nếu muốn nó có thể được phân biệt giữa khói tốt và khói xấu khói tốt ngụ ý muốn nói tới một điều gì đó, giống như suy nghĩ rằng ngày hôm sau mình phải thức dậy sớm để đi học, hay đi đến ngôi bảo tháp để lễ bái, hay để giữ bác quan trai giới, hay để cúng dường vật thực đến chư tăng, hay để nghe pháp vân vân. Tuy nhiên ý niệm cơ bản nằm sau lời chỉ dạy này muốn nói đến sự suy nghĩ liên quan đến những công việc thế gian đi kèm với tham sân và si vì thế nếu một người đắm chìm trong những suy nghĩ liên quan đến những công việc thế gian do sự thúc đẩy của tham và sân chỉ cần nhớ ta đang phun khói tất nhiên tôi không thể buộc mọi người trong thế gian này ngăn chặn khói xấu hay ngăn họ không cho phun khói được có khi người ta phải suy nghĩ nghiêm túc về một công việc nào đó cần thiết phải làm mà không thể tránh được nếu không thì sẽ nguy hiểm đến công việc làm ăn của họ hay họ có thể sẽ rơi vào tai biến hoặc phá sản đối tượng chính của bài pháp này chỉ liên quan đến các vị sư bắt đầu với trưởng lão kumarakasapa và xuống đến các vị tỳ kheo khác Thật sự các vị sư cũng chẳng có công việc đặc biệt nào cần phải làm lúc ba ngày vì lợi lạc riêng của họ cả. Đơn giản là vì đã có những thí chủ nam cũng như nữ hộ đồ cho họ để giúp cho các vị sư duy trì được lối sống cao quý. Người Phật tử đã cúng dường cho họ những nhu cầu thiết yếu hay tứ vật dụng liên quan đến đời sống của người tu sĩ. Sáng sớm, chỉ cần mặc y và ôm bác đi một vòng, các vị sư đã có thể dễ dàng nhận được Phật thật cúng dường rồi. Các vị luôn có sẵn y để mặc và tu viện để ở. Nếu đã như vậy, họ không cần thiết phải lo lắng hay vẽ ra kế hoạch sinh sống cho mình làm gì. Do đó, nếu ban đêm những ý tưởng hay ý nghĩ có đến trong đầu họ, về việc sẽ làm gì vào ngày hôm sau những ý nghĩ ấy cần phải được loại trừ và nhớ rằng những ý nghĩ ấy chỉ là khói tương tự như vậy những người đang hành thiền cũng nên cố gắng ngăn đừng để cho khói phun ra trong lúc hành thiền bắn ra lửa câu hỏi kế tiếp cadivar pachalana nghĩa là bạch đức thế tôn ban ngày bán ra lửa có nghĩa là gì? Trước câu hỏi này, Đức Thế Tôn đã trả lời Giang khô phích khu rát tăng A nu kê toa A nu uy cha toa diva, vã Cam an ná Qua cha giá đi Ý chính của đoạn văn Pali trên là sau khi đã suy nghĩ vào ban đêm hành động sẽ được người ấy thực hiện hay lời nói sẽ được người ấy nói vào ban ngày việc thực hiện vào ban ngày ấy là ngọn lửa đang cháy những gì được suy nghĩ vào ban đêm liên quan đến công việc cần phải làm từ từ sẽ được thực hiện bằng hành động hoặc lời nói vào ban ngày tất cả những gì đã được dự định với tham và sân vào ban đêm không chỉ được đích thân người ấy thực hiện Mà cũng có thể được thực hiện dưới hình thức chỉ dẫn Bằng miệng ra lệnh vào 3 ngày Việc thực hiện này được nói ra là bắn ra lửa vào 3 ngày Lại nữa liên quan đến điều này Có một cái gò mối rất kỳ lạ Bản chất của gò mối này là sau khi đã ngấm ngầm điều nghiêng và bí mật dự định vào ban ngày chỉ lén lút chọn thời cơ vào ban đêm khi mà mọi người đã đi ngủ loại gò mối này có thể xem như không bình thường từ trước đến nay chúng ta đã giải quyết được ba điều bí ẩn khó hiểu